chào các bạn nha. Hôm nay ngày đầu năm mới, mình chúc tất cả các bạn một năm mới đạt nhiều cái thắng lợi mới nha các bạn. Chiều đầu năm thì chạy vòng quanh thành phố một chút, đi tới cái khu vực ấp Vĩnh Yên của xã Long Đức thuộc thành phố Trà Vinh thì thấy có một cái vườn lan đẹp quá. Cái vườn lan này có tên là Hai Nàng, chị này thứ hai. Mình thấy là cái vườn lan này thì chuyên về các cái loại lan, cây kiểng rồi cây ăn trái nha các bạn. Bên cạnh đó thì có cung cấp các cái loại vật tư để phục vụ cho cái việc trồng hoa lan cây kiểng, và có cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cho người chơi lan và trồng cây kiểng sử dụng. Mình quay toàn cảnh một chút về cái vườn lan của chị Hai nha các bạn. Các bạn thấy là ở đây thì có rất nhiều cái loại lan khác nhau, được bố trí theo từng cái ô, từng cái hàng, rất là ngay thẳng, rất là đẹp mắt các bạn. Lan thì phần lớn là chưa có ra hoa nhiều, thế nhưng mà mình thấy là lá loại nào cũng là xanh mượt cả. Vườn lan ở đây mình thấy rất là phù hợp với nhiều cái đối tượng chơi các bạn, nghĩa là cỡ nào cũng có cả. Mình thấy có những cái loại đã ra hoa rồi, có những loại thì đang chuẩn bị có hoa, và có những loại thì chưa ra. Thế như vậy thì rất thích hợp cho những đối tượng mà đem về chơi. Các bạn có thể mua vài chậu về để tự mình chăm sóc, tự mình bón phân, tưới nước, để một ngày nào đó cho mình những cái bông hoa rất là đẹp, mình nhìn mình cảm thấy rất là sung sướng. Rất là nhiều nha các bạn. Ở khu vực này là cái khu vực về phía trước của vườn lan. Mình xin vào quay trước một vài cảnh ở đây để các bạn thấy. Mình thì không biết nhiều về những cái loại hoa lan này, nhưng mà rất là thích bởi vì cái sự quyến rũ của cái loại hoa này. Đây các bạn thấy có nhiều cái loại. Mình thấy cũng rất là quen thôi, nhưng mà cũng không biết cái gọi nó là tên gì. Chắc một chút nhờ chị Hai chủ vườn này giới thiệu cho mình và các bạn biết một số đặc điểm của một số cái loài hoa lan mà đã có ở trong vườn này. Hiện tại thì thấy chị đang lu bu xong này, chắc có lẽ là có khách đến mua bán gì đấy, cho nên là cũng chưa dám nhờ chị. Chị quay tổng thể này để các bạn xem cho nó vui. Rất là nhiều nha các bạn. Đấy, các bạn thấy treo rất là đẹp. Đây là những chậu này là chị đã vô chậu rồi, nhiều chậu nhỏ vô một cái chậu lớn. Thì mình nghĩ mà Tết mà có được vài chậu thế này để trước nhà chắc rất là đẹp các bạn. Đây là cái loại gì đây mà nó một bụi to quá. Đây là dendro này, mình nghe người ta nói là dendro nắng vậy đấy. Rồi thân nó dài, lá nó bông nó rất là đẹp. Đây có khách đến mua này. Này về vô 4 năm cây vô chậu đẹp lắm. Con nhỏ về trồng tự chăm sóc. Này cũng loại lan nắng ha chị. Cái này trồng bao lâu nó ra bông hả chị? Cái này nó ra bông rồi đó. Dạ hả? Nó ra bông rồi đó. Dạ.
chị hai có bán thuốc rồi luôn hả chị hai? Bán thuốc. Hai chủ vườn này rất là vui vẻ, rất là niềm nở nha các bạn. Mình thấy khách đến mua là chị tư vấn rất là nhiệt tình, chỉ cách chăm sóc và cánh bón phân tưới nước thì rất là cẩn thận, cho nên là các bạn đến đây mua lan thì yên tâm. Nếu mà có vấn đề gì chưa rõ thì cứ hỏi chị Hai ở đây thì chị giải thích rất là cặn kẽ và tư vấn về cách chăm sóc rất là nhiệt tình. Đây là một cái khu của vườn lan của chị, được treo rất là thẳng nha các bạn, rất là thẳng tắp, rất là đẹp, ngay ngắn. Đây mình thấy có một sư thầy đi xe 4 chỗ đến đây mua lan này. Sư nói cũng rất là thích lan. Hai cây vẫy rồng đẹp quá. Hai cây này bó vô cây hả thầy? Mua bỏ vô cái gốc cây. Mày để vô cái thông hết luôn nha. Bởi vì sao phải ngồi không thầy? À vậy là để được, vì sao để được? Rồi thầy về khỏe thầy. Yeah. Rồi thấy chị Hai rảnh thì mình nhờ chị Hai giới thiệu một số loại lan cho các bạn. Phòng đỏ, phòng bên đây. Loại lan nắng luôn ha chị. Ở chỗ chị khách loại mua thì có ship không? Có ship luôn hả? Vậy rồng á hả? Ồ, quá trời đẹp ha. Này là phải có cái gốc cây. Không, cái ống mũ em. À, thấy ống mũ hả? Cái ống
Dạ. Anh khoan lỗ xong rồi bạn kết từ mắt vô. Dạ. Mắt cây của bẫy đồng này vô. À. Giống như giờ cái này là em để nguyên cái bành này ha. Dạ. Nguyên một cái bẫy của nó. Dạ. Nhưng mà anh nó lấy cái này nè. Dạ. Anh chạm mắt vô đây. Dạ. Lấy gì gì đó mình rút lại. Cái hoa nó là sao không chị? À, cái hoa của nó màu đẹp mà giờ chị tả đâu được nó. Dạ hả? Nó na ná này ná. Hoa màu tím nó nhiều dạng màu tím. Dạ hả? Cho nên chị không có tả em được. Dạ. Cái này là vảy rồng. Vảy rồng. Ừ, đẹp quá. Còn cái này ăn đây chị? Là hải yến. Hải yến. À, cái này là tam bảo sắc. Ừ. À, cái này hải là cũng hải yến thôi. Ừ. Có cái này chồn cáo nữa đâu. Này sóc nè em. Sóc hả? Sóc. Ừ. Còn cái này chưa có qua hả chị? Cái này nó tới mùa nó mới ra bông. Dạ hả? Nó một năm nó ra bông một cái. Chứ nó không phải như dendro hả? Yeah, ngọc điểm Tết. À, ngọc điểm này Tết qua. Dạ, yeah. Đẹp quá. Nó đang ra dầu nè, em thấy cái à, nó chưa? Đây nó có một cái dòi to hết sức luôn nè. Nè. À, đây nè. To ngon hết sức. Lena de Gon. Lena de Gon. Dendro sao nha. À, thế. Một chậu vậy là mấy mấy chậu nhỏ chứ hai? Một chậu này thành là 5 chậu nhỏ. 5 chậu nhỏ. Như cái này thì mình bán nhiêu chị? À, bán cái này giỏi lắm 600. 600 ngàn. Dạ. Dạ. Còn cái này ngọc điểm bữa nay nó ra bông rồi nè. À, ngọc điểm này có được bông rồi đây. Hai bông. Dạ. Yeah. À, đây bông bên này bông này em. Bông. Hả? Đây bông bên này. À. Cái này cũng có nữa nè chị hai. Đây nữa nè. Ra. À. Cái này là một mùa chỉ có một mùa một đợt một năm, nó ra, năm ra mùa một lần bông mùa Tết nó mới ra thấy hay không hen? Dạ. Khi mà nó trước thì như vậy của chị nó ra trước đó. Không như vậy rồi tới Tết nó vẫn còn chứ? Vẫn còn. À, ra đúng vậy là Tết. Dạ. Nhưng mà nó cũng ra bông xuống à. Nó ra bông xuống. À, cái bông nó ngổ hả chị? Đây nè, của nó nè. À, đây, về đây hả? Nó vậy đó. À. Nó vừa này gần chưa gì mà cái này nó ra bông nữa. À. Nó hàng đó là hàng cát. Nhưng mà nó là rác. Còn cái này là cát nè. Cát này đang nụ. Lúa bông rồi nè. Ờ, nó đang nụ. Như mấy cái hàng này là nhiêu chậu hả chị? À, cái hàng này nè. Hàng này 250. 250. Cái này cũng lúa ra nữa nè chị. Cái này là màu hơi nâu nâu à. Cam. Ồ, cam. Cam này cát này nó hơi bông hơi nhỏ ha. À, cát này cát mini. À mini hả? Nó tên là cát là phong phú. Phong phú. Nó nhiều rồi. Còn cái này hả là phi điệp tím. Phi điệp tím. Hàng rừng. À, rừng. Nó đẹp nè. À, cái cọng lên dày mà nó ra bông đẹp quá trời đúng không? Trước khi mà lan rừng á nó ra bông thì nó phải lá hết. Vậy hả? Cái cây nó khô mà không phải. Đúng rồi, mình thấy tính như cây nó khô vậy á, nhưng mà cuối cùng thấy nó có bông rất là đẹp. Nó chết chứ không phải. Nó là rụng lá nó mới ra bông. Vậy hả? Lan rừng nó xấu lắm. Nó xấu quá nữa là nó rụng lá nó không còn lá. Ồ, cây đen rô này cũng đẹp nè chứ. Đó là ba vàng ba đỏ. Ba vàng ba đỏ. Đen rô mà nó là ba vàng ba đỏ. Nghĩa là ba cánh này vàng, ba cây trồng đỏ. Hoặc là ba vàng ba đỏ. Rồi em cảm ơn chị hai nha. Rồi cảm ơn chị hai rất nhiều. Chị hai đã rất là nhiệt tình giới thiệu với mình và các bạn về một số đặc điểm của một số loại hoa lan mà chị đã có ở trong vườn nhà chị. Sắp tới gần Tết thì chị hai có nói là có một số lan chuẩn bị cho các bạn chơi Tết. Nhưng mà hiện nay thì chưa bật mí được. Chắc có lẽ là gần Tết trước đó, trước Tết vài tuần thì mình ra xin chị hai để ghi hình giới thiệu với các bạn về một số cái loại lan mà nhà chị đã chuẩn bị để phục vụ cho Tết Nguyên Đán sắp tới các bạn. Rồi, rất cảm ơn các bạn.